Chào anh chị và các bạn, rất vui được gặp lại anh chị trong video mới của Bất Động Sản Bích Riêu. Thưa anh chị, câu chuyện nhà phố sẽ còn tiếp diễn rất nhiều, chúng ta sẽ nói ở phần sau. Thì ngay bây giờ, Khôi lại muốn nhắc về những căn villa, những căn biệt thự của khu nhà phố Marston Lorry, xung quanh của cái loại nhà phố này. Thì nếu nhắc tới villa thì Khôi lại thích nói về cái villa đẹp nhất, villa ven sông, gọi là biệt thự đơn lập và biệt thự song lập. Như trên màn hình, anh chị dễ dàng nhận biết biệt thự đơn lập là những cái căn có cái màu đỏ mà nó bủa xung quanh của cái khu Marston Lorry, có nghĩa là nó bao bọc hết cái khu này. Thì mình nhận thấy là chủ đầu tư họ thiết kế cái cảnh quan ở trong cái khu Marston Lorry cũng rất là hay. Thứ nhất là về địa thế á, thì được một cái ưu điểm là sông nó đã bao quanh, sông tắc cũng khá lớn, đã bao quanh cái khu Marston Lorry rồi. Vì thế mà họ dễ dàng thiết kế cái bến du thuyền. Những cái cảnh quan ở bên trong khu Marston này thì có cái hồ ao sen, rồi những cái mảng xanh, những cái công viên cũng nằm trong cái nội khu này. Thì mình nghĩ rằng một cái khu vực mà có vừa có sông nước hữu tình, vừa có hồ nước ở bên trong, rồi có công viên nữa, thì nó cảm giác rất là mát mẻ, cảm giác rất là xanh, xanh mát. Thì bên trong là mình vừa ở, vừa kinh doanh, rồi vừa cảm thấy không khí rất là mát mẻ. Thì còn gì tuyệt vời hơn, đúng không? Và song song đó thì trục đại lộ ánh sáng, còn được gọi là đại lộ của Manhattan, sẽ là một cái nơi mà kinh doanh sầm uất trong tương lai. Thì từ bến du thuyền mình đi hết cái đường đại lộ ánh sáng Manhattan là sẽ tiếp cận với công viên ánh sáng 36 hectare. Sẵn đây thì Khôi cũng muốn điểm sơ một số những cái tiện ích nổi trội của toàn bộ dự án Vinhome Grand Park quận 9 này. Đặc biệt là những cái tiện ích này sẽ bổ trợ cho những cái tiện nghi cũng như là cuộc sống của cư dân ở đây sẽ tốt đẹp hơn. Thứ nhất là trung tâm thương mại quy mô lớn, Vincom Megamall, quy mô rất lớn ha. Thứ hai là bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec. Cái điểm thứ ba mà có thấy rằng nó khủng nhất và quan trọng nhất đó là công viên ánh sáng 36 hectare được thiết kế theo phong cách của những công viên nổi tiếng ở nước ngoài. Thì quay lại cái vấn đề về villa, biệt thự cao cấp ở đây, Khôi thấy rằng trên bản đồ thì có khoảng 87 căn, nhưng mà đã có 60 căn là trực diện với sông, 20 mấy căn còn lại thì không có cái view sông, rất là tiếc. Nhưng mà Khôi thiết nghĩ rằng anh chị cũng nhiều anh chị đã sở hữu những cái villa đẳng cấp ven sông rồi, có bến du thuyền, rồi có nhiều cái tiện ích khác. Anh chị cũng đã từng có nhiều cái cảm xúc khi mà đi thuyền hoặc là sở hữu biệt thự của những khu đô thị nổi tiếng như là Vinhome Central Park ở Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, hoặc là nhiều Vinhome khác ở ngoài Hà Nội, hoặc là những dự án của những chủ đầu tư khác cũng làm những cái căn biệt thự rất là lộng lẫy, đẹp, mang tính chất sinh thái. Nhưng mà Khôi thiết nghĩ rằng biệt thự ở đây nó có những cái điểm mà những nơi khác không có, như là cái lối kiến trúc thiết kế, những con đường uốn lượn ở bên trong nội khu này, tạo cho mình một cái cảm giác giống như là một cái đại lộ vòng cung ven sông. Nhưng mà con đường sẽ không có lớn như là một đại lộ. Lý do đơn giản là biệt thự thì người ta cần cái nghỉ dưỡng, cần cái sinh thái, cần cái nghỉ ngơi yên ắng. Không thể nào mà đường lớn để xe lớn chạy ầm ầm được, rồi sẽ ồn ào, cảm thấy nó không còn đẳng cấp nữa. Kèm theo nữa là cái vị trí của những căn biệt thự này cũng dễ dàng tiếp cận với những cung đường trong dự án, rồi tiếp cận với những cái tiện ích mà từ nãy Khôi có nhắc tới, đặc biệt là cái tiện ích công viên ánh sáng. Mỗi khi anh chị có cái dịp lễ hội, vui chơi giải trí, anh chị dễ dàng ra công viên để mà hưởng những cái không gian sôi động, nhộn nhịp ở đây. Đối với một dự án quy mô lớn gần 300 hectare mà Khôi nhìn thấy trên bản đồ cái quy hoạch về khu thấp tầng rất là ít,
chỉ khoảng hơn 1.000+ thôi. Trong đó thì có nhà phố thương mại, bề ngang là 7, 12, 7, 18 như những video khác tôi có chia sẻ đó. Thì song song đó có những cái lô góc gọi là boutique villa và biệt thự song lập, biệt thự đơn lập. Thì biệt thự song lập thì cũng có diện tích lớn từ 200 m² cho tới khoảng 300+ hơn. Và biệt thự đơn lập thì lại có diện tích lớn hơn nhưng mà là nằm những cái vị trí nó đắc địa hơn, như là trực diện sông, rồi lô góc hoặc là đối diện vô cái bến du thuyền. Đó, biệt thự đơn lập luôn có diện tích lớn hơn một chút so với song lập và xây dựng đẳng cấp hơn. Khôi thiết nghĩ những cái biệt thự này với diện tích lớn và đơn giá cũng khá cao, chỉ phù hợp với những chủ nhân có điều kiện, biết hưởng thụ và có cái đam mê, có sở thích trong một cái gia đình nhiều thế hệ có thể sống được, hoặc là mua để cuối tuần về đây chơi, có bến du thuyền để tận hưởng những cái phút giây hạnh phúc bên gia đình mình. Thì anh chị có quan tâm tới villa, biệt thự song lập hoặc đơn lập ở đây, hoặc là những căn boutique villa, thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với những số hotline trên màn hình. Khôi rất là hân hạnh được tư vấn và phục vụ cho. Và anh chị đừng quên subscribe kênh để nhận thêm những video tiếp theo về chủ đề bất động sản của khu Đông, khu Nam, Sài Gòn hoặc là các tỉnh lân cận khác, đặc biệt là đối với dự án Vinhome Grand Park quận 9. Và bây giờ Khôi sẽ quay lại cái câu chuyện nhà phố của Manhattan Lowry. Thì Manhattan Lowry đã triển khai 2 đợt bán hàng. Gần đây nhất là một đợt bán hàng mà chủ đầu tư họ có mời rất nhiều đại lý phân phối và cũng đồng hành đó mời rất nhiều khách hàng có cái sự quan tâm lên để mà chọn căn. Đó. Thì cũng may mắn những khách hàng bốc thăm cũng tương đối thành công, đạt khoảng 80% và đã mua được những cái sản phẩm đẹp ở đây. Thì sản phẩm đẹp ở đây là những sản phẩm nào? Riêng cá nhân Khôi nhận định thì Manhattan Lowry không có cái mức kinh doanh hoặc là thương mại nhiều bằng cái Manhattan cũ mà tiếp giáp với công viên ánh sáng nhiều hơn. Tuy nhiên rằng những cái trục đường ở D2A là cái trục chính để mà kết nối cái Manhattan Lowry sang các tiện ích khác để mà đi vào sâu trong dự án, những khu tiện ích đó. Thì cũng thưa với anh chị rằng cũng có một số căn 96m² hoặc là những căn mặt tiền lô góc đầu hồi cũng tiện cho anh chị trong tương lai gần có thể kinh doanh, để một cái shop house kinh doanh của mình ở đây, hoặc là phát triển công việc kinh doanh của mình đã có rồi mà mình muốn phát triển thêm ở khu vực này, thì anh chị có thể mua những cái vị trí mặt tiền đường để mình quảng bá cái thương hiệu của mình. Song song đó thì cũng có một số những căn nhà phố nằm ở bên trong, nó khuất hơn thì giá thì nó tốt hơn, giá mềm hơn và nó cũng mang tính chất ở nhiều hơn, có thể mình cũng thể làm văn phòng được, vừa ở vừa cho thuê làm văn phòng cũng tương đối là tiện lợi. Khôi cũng xin nói thêm một điều nữa là cái vấn đề về tiện ích ở bên trong nội khu của những phân khu tách biệt nhau, ví dụ như là phân khu Origami hay là khu Rainbow, đối với căn hộ thì cũng có những cái tiện ích nhất định, hoặc là cái khu Manhattan Lowry thì mình thấy cái tiện ích nó cũng khá nhiều. Trong đó nói về thể thao thì khu phức hợp thể thao là rất nhiều những cái môn thể thao, rồi nó rộng lớn, rất nhiều máy tập thể dục ở đây, anh chị có thể thỏa mình buổi sáng tập thể dục thoải mái. Rồi thêm nữa là những công viên cảnh quan cũng mang những cái thiết kế rất là hay, những cái tên rất là mỹ miều. Hiện tại cái xu hướng mà mua sản phẩm bất động sản của rất nhiều người, những chủ nhân có điều kiện họ thường liên hệ với một vài bạn tư vấn cái dự án này để họ check thông tin qua lại xem nó có thật hay không và có đúng với cái ý của mình hay không. Thì một số anh chị cũng đã từng được một vài bạn tư vấn nhưng mà có thể điện thêm cho Khôi rồi, thì họ hỏi rằng cái bến du thuyền sẽ được xây dựng như thế nào, có cái gì đẹp. Rồi Khôi cũng chia sẻ theo cái sự truyền thông của chủ đầu tư thôi chứ mình cũng chưa dám chắc nữa. Tuy nhiên là bến du thuyền này cũng quy mô lớn, nằm với cái trục sông, sông Tắc mà cái cảnh rất là lớn. Vì thế mà trong tương lai bến du thuyền sẽ được xây rất nhiều hạng mục công trình ở xung quanh đó. Ví dụ như lâu đài Pha Lê, một cái khu vực mà sẽ kết hợp nhà hàng,
cà phê, rồi những cái nơi nghỉ chân cho khách đến đây được để mà thư giãn. Thêm nữa thì chủ đầu tư họ cũng thiết kế một cái đài phun nước rất đẹp để tạo một cái cảnh quan nghe cái âm thanh nước chảy liên tục ở khu vực này, tạo cho những cái không gian hay là những cái khoảnh khắc thoải mái của cư dân ở đây ở cảm giác dòng nước chảy. Thêm nữa là cái vườn cảnh quan Tropica thì cũng mang cái xu hướng của châu Âu rất là đẹp. Những vị khách mà đã hỏi về cái biệt thự bến du thuyền chắc chắn là họ có điều kiện rồi, có cái tài chính tương đối tốt họ mới quan tâm những cái biệt thự như vậy. Trực diện xong, diện tích thì lớn, họ muốn nghỉ ngơi, họ muốn mua, hoặc là họ mua để họ đầu tư. Họ biết thế nào là cái khu này cũng rất ít căn biệt thự, không có nhiều, chỉ có 60 căn trực diện với sông mà thôi, thì chỉ có 60 chủ nhân sở hữu ở đây. Rồi song song đó có những căn villa, rồi tiếp nữa là nhà phố thương mại. Thì Khôi thấy cái dự án Vinhome Grand Park được cái làm cái ưu điểm là đa dạng sản phẩm, trong đó có căn hộ, phân khúc căn hộ thì nhiều diện tích khác nhau, rồi nhà phố thương mại, đặc biệt là nhà phố ha, nhà phố là kinh doanh rất là hay, bởi vì số lượng rất ít mà khu vực một cái đô thị phải có mua sắm, phải có ẩm thực, phải có vui chơi giải trí, mà đặc biệt những cái điều đó ở đây có hết, mà còn có thêm vấn đề về sinh thái nghỉ dưỡng. Rồi dự án Vinhome Grand Park quận 9 còn có ven sông, sông lớn bao bọc, mình có thể có những giây phút giải trí, câu cá sinh thái bên gia đình của mình. Kèm theo nữa là những cái shop chân đế của những cái khu căn hộ, những cái cửa hàng tiện lợi kinh doanh sẽ có mặt và về đây rất nhiều trong tương lai gần, khi mà cư dân dần dần về đây ở, sống ở đây. Và điều đặc biệt không thể không nhắc đến là biệt thự villa có những cái diện tích lớn trực diện với sông, thể hiện một cái đẳng cấp sống rất là thời thượng, và thể hiện một cái nơi mà nó an ninh để gia đình của mình hưởng thụ những cái tiện ích tuyệt vời ở đây. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video rất nhiều. Anh chị có thắc mắc gì thêm có thể alo trực tiếp cho Khôi, nhanh nhất là alo trực tiếp cho Khôi, hoặc là comment ở bên dưới để chúng tôi có thể có sự giải đáp một cách hữu ích nhất. Trân trọng và hẹn gặp lại.